Đúng là ERA thì đã từng trải qua chương trình của Mỹ, kể cả chương trình của Cambridge. Nhưng mà các cái chương trình đó thì với nhà trường đang dạy là nhà trường có sách giáo khoa và tuyển giáo viên từ bên ngoài vào để dạy các cái chương trình đó. Thì tuy nhiên có một cái mà mình cảm thấy thu hút ở Nisai là thứ nhất là Nisai đang dùng công nghệ để dạy học, và Nisai có thể tuyển được những giáo viên chất lượng từ những cái nước nói tiếng Anh chính thống. Đó là cái điều mà tuyệt vời nhất mà mình nhận thấy, nhất là những giáo viên mà có cái certificate là bằng sư phạm để có khả năng mà dạy được học trò thì nó là khó. Thì đó là thế nên là ERA đã chọn là Nisai là dành cho những học sinh lớn hơn, là sinh cấp 1, lớp 1, 2, 3 thì các con về khả năng sử dụng máy tính qua cái chương trình của Nisai thì nó hơi yếu. Nhưng tuy nhiên là bắt đầu khi mà từ lớp 3 trở lên, khi các con được dùng máy tính thì cái việc học với Nisai là cái việc đối với ERA là đang thấy nó phù hợp nhất về cả mặt giáo viên lẫn mặt về công nghệ cho học sinh, công nghệ học tập cho học sinh, mà cái đấy đang rất thiếu ở Việt Nam. Cái so sánh cái việc là nhà trường phải quản lý một bộ máy giáo viên ở tại trường nó rất là phức tạp, từ chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ, rồi giáo viên ốm, giáo viên đau, rồi cũng như là phải quản lý học thuật và chương trình giáo án để cho giáo viên giảng dạy. Họ hôm nay họ yêu cầu chương trình này, ngày mai họ yêu cầu giáo án kia. Thế thì với Nisai thì chúng tôi nhàn hẳn về vấn đề tuyển giáo viên, vấn đề chất lượng giáo viên, vấn đề chương trình giáo án, thậm chí kể cả vấn đề báo cáo học tập chúng tôi cũng không phải làm nữa, mà chúng tôi chỉ dùng cái báo cáo học tập của Nisai có sẵn translate dịch ra cho phụ huynh để phụ huynh hiểu được cái tiến độ học tập của các con. Trong 3 tháng đầu thì thực sự là mọi người còn đang lo lắng rất là nhiều. Con tôi ngồi nhiều máy tính quá, con tôi không nhìn thấy giáo viên, chúng tôi không thể biết con tôi học tập như thế nào. Nhưng tuy nhiên thì sau 3 tháng khi mà có những cái báo cáo học tập từ Nisai cũng như là các con tiến bộ, kể cả rất là chủ động trong việc học tập và các con sử dụng công nghệ rất là tốt, và cái việc mà nhất là cái việc nói tiếng Anh, gọi là tìm hiểu văn hóa Anh. Thực ra là như tôi vừa nói chia sẻ với bạn tôi ấy, thì rằng là chúng ta ở đây là học ngoại ngữ hay là chúng ta học nền văn hóa của người Anh, nó khác nhau ạ. Chúng ta không chỉ là học ngoại ngữ, mà chúng ta ngoài học ngoại ngữ chúng ta còn học văn hóa của người nước ngoài. Thế thì các con tốt lên ở cái văn hóa nó thể hiện ở các cái đối xử hàng ngày của các con với những người xung quanh, nó rất khác, nó theo đúng cái kiểu lịch sự như kiểu người Anh vậy. Đấy. Sau 4 tháng thì các con đã tự chủ rất nhiều hơn sao trong việc học tập, và họ rất thích cái câu lạc bộ thứ 7 của Nisai, và các con được học rất là nhiều thứ, và cái phong cách học tập của các con nó cũng khác hơn nhiều, nó không bị phụ thuộc vào thầy cô giáo. Phụ huynh phản đối nhiều nhất là các con không nhìn thấy giáo viên, học qua máy tính. Nhưng mà tuy nhiên thì sau khi mà phụ huynh đã hiểu rằng lý do tại sao không nhìn thấy giáo viên, để cho trẻ nó tập trung vào bài học nhiều hơn, tập trung vào cái con chữ nhiều hơn là tập trung vào mặt của cô giáo, hay là tập trung vào cái lời nói của cô giáo, trẻ nó sẽ không bị phân tán. Bởi vì một tiết học của Nisai nó khá ngắn, nó chỉ dựa, thực ra là không mỗi tiết học Nisai, tiết học của Việt Nam cũng vậy ạ. Nếu như chúng ta có những thời gian đầu giờ cuối giờ nó bị sao nhãng hoặc là giữa giờ sao nhãng thì cái chất lượng học tập nó kém đi rất là nhiều, cái số lượng học tập, cái câu chữ mà học tập được trong một giờ nó kém đi rất là nhiều. Nhưng mà cái phương pháp học tập của Nisai thì chúng tôi thấy rất hiệu quả, bởi tăng cường cái sự tập trung cho trẻ con. Và như vậy mặc dù là học ít tiết với Nisai hơn những cái tiết ở Việt Nam nhưng nó lại hiệu quả gấp đôi ạ. Tôi đang thấy hiệu quả gấp đôi, và phụ huynh hiện nay họ khá quen. Thực ra phụ huynh họ nhìn vào kết quả thôi, còn họ lo lắng là những cái lo lắng nó là hơi bâng quơ một chút vì chưa được trải nghiệm. Nhưng bây giờ khi được trải nghiệm rồi thì kết quả của học sinh là cái chứng minh tốt nhất. Mà học ngoại ngữ không chỉ là học ngoại ngữ, mà học ngoại ngữ là chúng ta học một cái ngoại ngữ trong một cái nền văn hóa chính thống, đó là Anh. Chúng ta đang học tiếng Anh đối với nước Anh mà, đó trong cái nền văn hóa chính thống. Và thứ hai, một cái đặc biệt nữa là gì ạ, với cái chi phí mà Nisai đang hỗ trợ các nhà trường thì so với các cái chi phí vận hành giáo viên thì nó đang là tương đương, và tương lai nếu mà chúng ta dùng công nghệ với số lượng lớn thì nó còn có thể thấp hơn đấy ạ. Cái thay đổi linh hoạt đầu tiên là nếu như để con học một mình với giáo viên Anh thì có thể đâu đó con hơi bị bỡ ngỡ, con hơi bị khó tiếp cận được 100% kiến thức. Thì cái thay đổi đầu tiên là Nisai đã giúp ERA có những giáo viên trợ giảng rất tốt, không những trợ giảng tại điểm là tại lớp của ERA mà còn từ xa nhắc nhở học sinh của ERA, là bên chỗ văn phòng office của Nisai tại Việt Nam là đã nhắc nhở học sinh và giáo viên để hoàn thành các nhiệm vụ trong các giờ học chính khóa cũng như là giờ học câu lạc bộ. Đấy là thay đổi thứ nhất. Và thay đổi thứ hai là bên Nisai là cũng đã đưa ra một số các cái bài thi
nó không có của bên Anh đâu. Đấy ạ, để cho nó phù hợp với cả chương trình của Việt Nam, bởi vì chương trình Việt Nam chúng ta thi nhiều, chúng ta có những cái bài kiểm tra thường xuyên nhiều hơn, thì bên Lisa cũng đã hỗ trợ cái việc đó và cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu của giáo dục Việt Nam. Đấy là về cái bài thi. Và cái thứ ba nữa là cái nguồn sách vở cũng như là cái nguồn học liệu ấy, là giáo viên Lisa có một cái rất là tuyệt vời, đã xây dựng học liệu phù hợp với học sinh Việt Nam hơn. Đấy, phù hợp với học sinh Việt Nam, phù hợp với cả cái năng lực của học sinh hơn. Đấy là cái rất là tuyệt vời mà tôi thấy là chúng ta không bị bó hẹp trong một cái khung nào đó, mà cái khung đấy nó phải phù hợp với học sinh. Khi mà em tiếp nhận thì em cũng thấy là các con cũng gặp một chút khó khăn. Ví dụ như là các con trước đây các con vẫn quen theo cái kiểu học truyền thống, là học với một với giáo viên offline, chứ các con chưa được học với cái nền tảng online như thế này. Thế này là mới đầu thì ví dụ như là về cái ý thức thì nó cũng chưa được chuẩn chỉ cho lắm. Và các con vì khi mà được học với máy tính thì các con sẽ thích hơn. Đấy, thì các con sẽ có cái thói quen là sử dụng cái tab ngoài khi mà học chẳng hạn. Đấy, thì mới đầu vào thì em sẽ cần phải rèn giũa những cái nền nếp đấy cho các con để vào dần nền nếp. Thì em mất khoảng tầm gần 1 tháng để rèn giũa cho nền nếp của cả lớp luôn. Đấy, thì dần dần các con đã vào được cái nền nếp. Thế nên là bây giờ thì về cái việc những cái tình trạng như thế thì nó rất là hạn chế và ít khi xảy ra. Về cái phân phối chương trình của cả môn tiếng Việt và môn tiếng Anh ấy, thì là đối với trung học cơ sở là hiện tại là các con đang có 13 tiết học quốc tế, còn với tiểu học thì là 17 tiết. Thì với những cái tiết mà các con học với giáo viên quốc tế, với chương trình quốc tế ấy, thì là được phân bổ đầy đủ, phân bổ đều theo ngày. Thì ít nhất là mỗi ngày sẽ có khoảng tầm từ 1 đến 2 tiết các con được học với giáo viên với cái chương trình quốc tế này. Thì với những cái tiết đó thì sẽ bao gồm cả những cái tiết mà các con học với giáo viên Nisai này, và bên cạnh đấy sẽ có những cái tiết mà bổ trợ lại kiến thức các con đã được học. Để xây dựng được cái chương trình này thì trước hết thì em cũng cần phải có cái phân phối chương trình này, và sau đó là lên phân phối chương trình của Nisai, sau đó lên phân phối chương trình của từng cái tiết bổ trợ làm sao cho nó phù hợp và hợp lý nhất đối với các con. Thì em mất khoảng tầm 2 tuần để lên được cái phân phối chương trình này. Đấy là nhanh ấy. Thì họ sẽ thấy là cái chương trình này hay, bởi vì các con được học với được tiếp xúc với cái chương trình quốc tế. Mà với những cái bài học đấy, ví dụ như là các con không hiểu bài, đặc biệt là với những cái bạn mà có cái nền tiếng Anh chưa được tốt, đấy, thì các con sẽ được xem lại recording ở nhà và được xem lại để có thể bổ trợ được kiến thức của mình. Nói chung là tất cả những cái ví dụ như là thư viện điện tử online, hoặc là những cái câu lạc bộ và những cái bài học thì đều có ở trên tài khoản riêng của mỗi bạn. Thế nên các con có thể truy cập được vào bất kỳ lúc nào. Đấy, thì nó cũng là một cái những cái mà phụ huynh rất là thích về cái đấy. Trong cái quá trình làm việc thì em luôn luôn hỗ trợ các con tận tình, cũng như là nhắc nhở và dặn dò với phụ huynh, cũng như là ví dụ như phụ huynh có những câu hỏi gì hoặc là chưa hiểu thì em sẽ giải đáp cho phụ huynh hiểu, và cũng như là các con giúp đỡ cho các con làm sao để các con tiếp cận với cái chương trình này tốt nhất ạ. Với cái môn như thế sao thì nó là một cái bộ môn mà có thể phát triển được toàn diện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết của các con. Thì em thấy là cái môn đấy khá là quan trọng đối với tất cả các con, bởi vì là đa số các bạn đọc thì đọc tức là chưa nhận diện được những cái âm để học. Thế nên là đối với cái môn đấy thì nó bổ trợ cái việc đấy rất là tốt. Các con có thể nhìn nhận được cái âm đấy đứng vị trí như thế nào, hoặc là được phát âm như thế nào, và cái sự khác biệt giữa ví dụ như là long vowel sound và short vowel sound chẳng hạn đó. Và các con cũng được trải nghiệm đối với những cái từ mà chứa cái sao đó, cũng như là được luyện với những kỹ năng, ví dụ là kỹ năng ghi nhớ cái âm ấy như thế nào, và kỹ năng nghe và viết như thế nào. Sau một khoảng thời gian con học Lisa thì con thấy là con thấy là rất vui, tại vì các thầy cô khi mà dạy các thầy cô, bọn con có câu hỏi gì thì bọn con cứ nhắn, xong các cô sau khi trả lời câu hỏi với các bạn dạy xong một lúc nhớ các thì sẽ trả lời luôn, còn nếu mà các cô chưa kịp thì cô sẽ bảo là chờ một lúc rồi cô sẽ trả lời sau. Các cô dạy cũng rất là vui tính mà cũng không có khó chịu lắm ạ, nên là chẳng có khó chịu gì cả, các cô dạy cũng vui nhá, nên là con rất là thích. Con thấy nó dễ hiểu, kiểu như là nó được tiếp xúc với giáo viên nước ngoài thì nó cũng được nghe nhiều hơn. Ban đầu thì con cũng hơi gặp khó khăn về cái phần mở vì nó cũng kiểu
khá là khó, nhưng mà sau một thời gian là cô lại anh cô ấy giới thiệu và giảng dạy cho con đến 2 buổi thì con cũng đã hiểu. Con cảm thấy môi trường bây giờ học rất là tiện lợi, không cần phải đi qua đi lại nhiều mà vẫn có thể học tập trung được hết cô. Con thấy cả các bạn thì hay được tham gia học, ví dụ như là cô sẽ cho các hoạt động rất là vui, hoặc là làm các cái thủ công như vậy. Thì cô sẽ chỉ mà về nhà làm xong gửi cho cô qua ảnh, hoặc là làm một cái poster xong rồi gửi qua đấy cho cô. Con có ấn tượng về môn khoa học thì chúng là học nhiều thứ vựng mà các thứ vựng mà con chưa biết. Có cái gì khó thì các cô sẽ trả lời luôn cho con, hay là con thấy cũng rất là dễ hiểu ạ. Con thích con Max nhất. Con thấy cô giảng khá là dễ hiểu, với cả cô có cho các bạn vẽ lên bảng để thực hành làm những cái phép tính. Có vài hôm thì cô sẽ cho bọn con chơi, cô sẽ gửi đường link cho bọn con để bọn con chơi game liên quan đến môn math, hoặc là cô sẽ chia sẻ một cái bảng gọi là có các cái câu hỏi toán ở trong đấy để bọn con vẽ lên bảng trả lời. Đó, con thích môn science vì con thấy là môn học này thú vị, con biết nhiều về các thực vật, cây cối và rất nhiều đồ ăn, trong thức đồ ăn có những gì có thể biết. Con kiểu trước đây con hay thắc mắc về các loài cây lớn lên vì sao, tại sao chúng có thể sống lâu như thế, thì trong môn science thì cô có thể giải thích hết tất cả những lý do đấy cho con. Cách tự của cô khá thú vị và cô hay dùng hình và có thể dùng các video để cho chúng con hiểu hơn. Cô Lan Anh sẽ đi xung quanh lớp xem là có bạn nào thấy khó hiểu cái gì đó hoặc là có trục trặc cái gì thì cô sẽ hỗ trợ và giải thích cho mọi người để mọi người có thể tiếp tục học trong một cái tâm trạng kiểu thoải mái hơn. Con thấy cô thì thỉnh thoảng nếu mà có cái câu hỏi đấy mà cô giáo nước ngoài dạng bọn con không hiểu thì bọn con sẽ nhờ cô dịch cho, hoặc là bọn con sẽ nhờ cô dịch cái câu như là câu hỏi của cô, hoặc là những cái bài giảng, trong bài giảng có từ nào mà con không hiểu thì bọn con cũng nhờ cô. Con có tham gia câu lạc bộ sáng tạo. Một buổi sinh hoạt thì bọn con gần đây nhất thì con có một buổi sinh hoạt vào tuần trước, bọn con được cô phân ra thành 2 nhóm. Thì bọn con được chia sẻ với nhau những cái như là cách làm một cái dự án nào đấy thủ công ấy. Thì bọn con đã được gấp giấy, bọn con chia sẻ với nhau về cái cách mà gấp giấy thành những cái con động vật thú vị. Con sẽ vẫn kiểu sẽ học lại, sẽ tìm hiểu nhiều hơn những cái chi tiết nào mà bọn con vẫn chưa hiểu trong giờ học, mà bọn con chưa hiểu thì cô Lan Anh cô sẽ bổ trợ thêm ạ.